Thân ái chào các bạn. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm chè bánh lọt. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có một lạng bột, 60g bột gạo và 40g bột năng. Và đây là 100g đường, 200g nước. Bây giờ ta bắt đầu nấu nước đường. Đây là 100g đường. Ta đổ vào đây 200g nước. Mình bật bếp lên. Mình cho vào đây một chút muối, một chút vani, bây giờ đường của mình sôi rồi, ta tắt bếp, ta đổ đường ra cái chỗ này cho nó nguội. Bây giờ ta để đường qua bên này. Kế tiếp là ta đổ 100g bột vào trong cái tô này. Đây là 60g bột năng, 60g bột gạo và 40g bột năng. Và đây là 300g nước. Ta dùng đũa quậy cho bột tan. Bây giờ ta dùng cái rây, ta rây bột qua bên này xem là bột mình nó tan hết chưa. Bột của mình đã tan hết rồi các bạn ạ. Ta bắt đầu chia tô bột ra làm đôi. Bây giờ ta chia hai tô bột ra làm đôi. Ta đổ một tô trong nồi. Một chén mình nó lột. Ta bắt đầu bật bếp lên và ta để lửa nhỏ thôi. Mình bắt đầu quậy. Cái này mình quậy không ngừng tay nha các bạn và các cháu. Để mình đổ bột ra cái chảo, mình quậy cho các bạn nhìn thấy rõ. Ta để lửa nhỏ thôi các bạn và các cháu ạ. Bột của mình bắt đầu sánh rồi, ta bắt đầu quậy thật mạnh. Bột ta sánh rồi, ta bắt đầu tắt bếp và ta đổ cái tô bột này vào. Mình dùng đũa mình quậy cho nó dễ. Vì cái chảo nó cạn quá mà mình quậy một cái này thì nó dễ văng ra ngoài lắm.
bếp ta quậy cho nó sánh ra hết đều đấy. Bây giờ ta bật bếp lên, ta nấu nước cho sôi. Và đây là một chảo bột mình đã quậy cho mịn rồi. Bây giờ ta có hai cái túi để làm miếng kem, hai túi làm miếng kem ta bỏ trong cái gà men này. Và đây cũng là một cái túi để làm miếng kem, ta bỏ vào đây. Ta bỏ phần bột trắng vào trong này. Và đây là phần bột còn lại, ta cho một chút màu xanh vào. Ta quậy cho thật đều lên. Tiếp theo ta múc phần bột màu xanh vào trong cái túi này. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta có hai túi bột, một túi màu xanh và một túi màu trắng. Bây giờ ta bắt đầu. Ta bắt đầu dùng cái kéo cắt cái đầu này. Mình cắt nhỏ nhỏ thôi các bạn ạ. Nếu mà nhỏ thì ta cắt lại được, chứ nếu ta cắt to quá thì nó lại bị hư. Ta cắt nhỏ nhỏ thôi. Ta đun cho nồi nước của ta sôi lên. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ nồi nước của ta sôi rồi, ta bắt đầu vặn thật nhỏ. Có thể vặn nhỏ cũng được, tắt cũng được. Đó, ta vặn như vậy, ta bắt đầu ta bóp, ta bóp một cái tay dừng, bóp một cái tay dừng.
Bây giờ ta làm xong màu trắng rồi, ta bật bếp lên. Nó nổi lên là ta bắt đầu ta vớt ra. Các bạn ơi, bây giờ của ta bắt đầu nổi lên và chín chăm rồi, ta bắt đầu vớt bột ra, vớt miếng lọt ra. Ta vớt ra ta thả trong tô nước lạnh. Và từ nước lạnh ta vớt sang tô nước đá. Ta vớt xong tô nước đá các bạn và các cháu ạ, ta vớt con tô nước đá. Bây giờ ta bắt đầu đi làm màu xanh. Bây giờ ta lại dùng kéo cắt cái bịch màu xanh này ra. Ta cắt nhỏ nhỏ thôi. Đó, cắt nhỏ nhỏ thôi. Nếu mà nhỏ thì ta cắt lại được, chứ các bạn mà cắt to quá thì sẽ không, sẽ bị hư cái bịch. Bây giờ nước sôi rồi ta tắt bếp. Ta nặn vào đây. Các bạn nắm chặt cái đầu này nhá, ta bắt đầu nặn, nặn một cái dừng. Nặn một cái dừng. Các bạn nặn cái và bạn dừng. Mình quay lại một lần nữa cho các bạn nhìn thấy nè. Bột đặc ta bắt đầu đổ, đổ cái bột này vào các quậy. Quậy cho thật là dễ, cho nó mịn. Mình để lửa nhỏ thôi các bạn và các cháu ạ. Đó, ta quậy thật là mịn. Các bạn và các cháu đừng cho đặc quá nhé. Đặc quá là nó sẽ khó thành cái có cái đuôi lắm. Đó, bây giờ đặc như vậy, ta bắt đầu tắt bếp này. Tắt bếp ta quậy. Nơi mình cần một nắm đũa và mình quậy rất là dễ. Đó, mình quậy như vậy này, rất là đều. Một nắm đũa. Các bạn biết không, ta quậy như vậy này, rất là mịn. Mịn lắm. Rất là mịn. Quậy như vậy. Các bạn ơi, bây giờ ta đã có một tô bánh lọt thật là ngon. Bây giờ ta bắt đầu đi ăn thử. Ta bỏ đá vào. Bỏ bánh lọt vào và nước đường, và đây là nước dừa. Đây ta có một ly bánh lọt rất là ngon. Nhìn nè, ngon lắm. Các bạn biết không, mình quậy cái bánh lọt này mình đừng có quậy chín quá. Mình quậy chín quá rồi nó dai lắm, mình khó bắt ra lắm. Mà khó bắt ra thì nó không khó thành con tằm, khó thành cái đuôi. Và các bạn nấu đường thì các bạn nấu đặc một tí nữa, tại vì lâu lắm rồi mình nấu đường cho mình cũng không có nhớ nữa. Mình không có cho một tí bột hàn the nào hết, nhưng mà rất là dai. Các bạn biết không, mình làm văn nghệ thì mình làm như vậy thôi, còn người ta bán thì người ta lại ép bằng cái khuôn. Mà cái khuôn thì họ hay cho hành the, còn mình làm thì mình không có cho hành the. Vậy là ta đã hoàn thành bánh lọt. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.